vành môi trai gái góng bao câu mong chờ. Thank you.
có lạnh lòng không ngủ, bước tranh vênh vời vời đã núi. Em đâu biết tìm anh hóa đã đời gánh buồn, tuổi đã chớ 30. Em có thể biết anh miền đã lạnh, hè nắng nôi đông lạnh cuốn chân. Thân mến, và gia đình nhà trai của chúng tôi xin được hân hoan chào đón tới toàn thể các cụ không các bạn cùng như tất cả các vị quan khách, các vị khách quý, chúng ta đang cùng có mặt sau sự kiện đại lễ đính hôn của đôi con trẻ Lục Thinh và Lệ Thu trong buổi trưa ngày hôm nay. Các vị thân mến, và ngày hôm nay được sự quyền của đại gia đình nhà trai, được sự cho phép của đôi con trẻ, cho phép những người làm chương trình của chúng tôi cùng với trung tâm tổ chức sự kiện Dũng Ân được trở về với khán phòng phúc của gia đình nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay, và sẽ được cả tổ chức đại lễ đính hôn dành tặng cho chú rể và cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và lời nói đầu tiên cho phép những người làm chương trình của chúng tôi xin được thay lời cho đại tộc của bên gia đình nhà trai, xin được thay lời cho chủ rể Lục Thinh và cô dâu Lệ Thu, cho phép những người làm chương trình của chúng tôi cùng với trung tâm tổ chức sự kiện Dũng Ân xin được hân hoan gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Quý vị thân mến, và sau quãng thời gian chờ đợi hồi hộp nhất từ giờ phút đến đây, thì cô dâu và chú rể của chúng ta họ đã cùng trở về với chiếc hạnh phúc của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và giờ phút ở đây, cô dâu và chú rể của chúng ta đã ổn định chỗ ngồi rồi, cũng như tất cả quý vị chúng ta cũng đã ổn định chỗ ngồi rồi. Xin mời hãy thưởng thức qua vị độc đàn của bánh kẹo hồng đã được gia đình nhà trai chúng tôi khắp vui duyên mới, tả đôi môi sông chén nước trà, ăn miếng trầu cho lòng tim gây ngất, tả hồn mình vui hạnh phúc lỡ đôi. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị và các bạn thân mến, thật đúng là ngày xưa thì có tiếng pháo nổ rộn vang đón mừng cô dâu và chú rể đúng không ạ? Còn ngày hôm nay là tiếng nhạc rộn vang ta mừng rể thảo, hay họ mừng vui đón sâu hiền tơ hồng anh công khất tiêu dây để chúc đôi bạn về nơi một nhà. Đồng hồ đã điểm tới giờ, thời gian vụt vụt cũng không chờ đợi ai. Vậy xin được kính mời hai họ gái trai, mời chồng mời đức và để tôi bắt đầu. Giá vang đúng là miếng trầu mà trong trắng ngoài xanh, ăn vào một miếng lại thấy anh với nàng, chén nước mà gọi trắng trong vàng, uống vào một miếng lại thấy nàng với anh. Hôm nay đây được sự nhất trí của hai bên gia đình, cũng như được sự trang trí tâm đắc cao độ của đôi con trẻ Lục Thinh và Lệ Thu, cho phép tôi cùng với trung tâm tổ chức sự kiện Dũng Ân được long trọng tổ chức để lễ thành hôn dành tặng cho chú rể và cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị và các bạn thân mến, thật đúng là xinh đẹp như đôi bồ câu trắng trên không,
công cha nghĩa mẹ mà đối lòng đam thay. Trăm năm chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ chỉ có giờ này mà thôi. Và để thay mặt cho ban tổ chức của vui trong buổi trưa của ngày hôm nay, tôi sẽ được long trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của đôi con trẻ Lục Thịnh và Lệ Thu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được bàn bếp bắt đầu xin một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị để chúc mừng đi ạ. Xin mời. Quý vị thân mến, thì đáng nói ra thì ngày hôm nay cũng do phải chủ thể của chúng ta rất là mong muốn đi xuống bên dưới để xuất nước mời chào với tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng người diện trở về để chúc mừng hạnh phúc dành tặng cho chú rể và cô dâu. Nhưng thưa với tất cả quý vị thân mến, sân khấu chính của gia đình nhà trai của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay khá bé nhỏ và chật hẹp so với sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị. Và để thay vào ngàn lời cảm ơn với tất cả quý vị, chúng ta đã cùng người diện trở về để chúc mừng tác hợp dành tặng cho chú rể và cô dâu, thì cho phép cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay sẽ được đứng yên tại chỗ và sẽ được thể hiện một cái cúi chào thật sâu để thay lời muốn nói cảm ơn với tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng người diện trở về để chúc mừng hạnh phúc dành tặng cho chú rể và cô dâu. Và những người làm chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được đếm từ 1 cho đến 3, và sau khi những người làm chương trình của chúng tôi đếm xong thì chú rể Lục Thịnh và cô dâu Lệ Thu hai bạn sẽ nở một nụ cười thật tươi lên và sẽ được thể hiện một cái cúi chào thật sâu để thay lời muốn nói cảm ơn với tất cả quý vị ngày hôm nay. Chuẩn bị nha, 1, 2, 3, một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị để chúc mừng nhà. Xin mời. Quý vị thân mến, vậy là cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay họ đã cùng chính thức trở nên thành vợ thành chồng. Quý vị thân mến, và bắt đầu từ buổi tối đêm nay họ sẽ bắt cơm xẻ nửa mà cầu cả chia đôi, ngày chỉ chung việc ngoài đồng, tối về chung chiều chung phòng chung chăn, mang nguyện cho xẻ thảo sâu hiền, chú trung chú hiếu chú tịnh là ba, một lòng thờ mẹ kính cha là chúc là hiếu, tỷ sức vẹn tròn, tịnh phận hương phấn chẳng mang, tỷ xuyên ta khắc vòng vàng ta trao. Và món quà ngày hôm nay đây đó là chiếc nhẫn cưới, chiếc vòng cầu hôn hai bạn đã hẹn ước từ lâu và ngày hôm nay mới có chiếc vòng cầu hôn. Và xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ quây vào nhau đi ạ, sẽ trao gửi cho nhau một cái kỷ vật mà gắn bó với đứa bạn suốt cả cuộc đời, đó là chiếc nhẫn cưới, chiếc vòng cầu hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, và như ban tổ chức của chúng tôi đã nói rằng với tất cả quý vị, thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì bên gia đình nhà trai của chúng tôi cùng với đôi con trẻ đã vẫn đang được đón nhận với tất cả những tình cảm thân thương, những tình cảm cao quý của tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng người diện trở về để chúc một cái phúc dành tặng cho chú rể và cô dâu. Và khoảnh khắc yêu thương này đây, chúng ta đã vẫn đang được chứng kiến những khoảnh khắc chú rể và cô dâu họ đã trao gửi cho nhau với cặp nhẫn cưới yêu thương ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đúng là chiếc nhẫn cưới là một vòng tròn không có điểm dừng lại, và chiếc nhẫn cưới là biểu tượng của tình yêu. Và sau khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay sắp bút nơi mảnh máu trái tim, họ đã luôn chảy xiết, họ sẽ cùng chung sống bên nhau đến sang lông bạc đầu, trọn đời hạnh phúc. Thưa với tất cả quý vị, quý vị thân mến, vậy đó là ngày xưa thì không có những chiếc nhẫn vàng như bây giờ đâu ạ, chỉ là chiếc nhẫn cỏ đan với nhau mà thôi, nhưng trong đó chứa chan cả một bầu trời, cả một hạnh phúc họ dành tặng cho nhau. Thưa với tất cả quý vị, quý vị thân mến, vừa rồi tất cả chúng ta được cảm nhận, được chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương mà chú rể và cô dâu họ đã trao gửi cho nhau với cảm nhận cái yêu thương ngày hôm nay rất là thành công và trọn vẹn. Và giờ phút này với nghi lễ tiếp theo, xin được trân trọng kính mời với chú rể Lục Thịnh và cô dâu Lệ Thu hai bạn sẽ nhẹ nhàng và sẽ di chuyển đóng phía ba tầng mái yêu thương ngày hôm nay. Xin mời. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và trước mặt chú rể và cô dâu và trước mặt tất cả của chúng ta ngày hôm nay, với ba tầng bánh được tượng trưng cho ba chữ khác nhau. Thưa với tất cả quý vị, tầng bánh nhỏ nhỏ xinh xinh trên cùng đoạn được tượng trưng cho chú vợ, và tầng bánh thứ hai được tượng trưng cho chú chồng, và tầng bánh thứ ba được tượng trưng cho chú trung thủy. Và mong rằng suốt cuộc đời này cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ chung sức chung lòng sống bên nhau đến sang long bạc đầu, trọn đời hạnh phúc. Và xin mời hai bạn sẽ cầm chiếc sao tình yêu của mình nhé, sẽ thể hiện các bánh tình yêu ngày hôm nay từ dưới đi lên nhé. Quý vị thân mến, với tầng bánh đầu tiên cũng được tượng trưng cho một nền tảng vững chắc mà hai bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái luôn mong muốn rằng hai con hai cháu của hai bên gia đình của chúng ta sẽ được 100 năm hạnh phúc. Và tiếp theo tầng bánh thứ hai, tầng bánh thứ hai xin được thay lời cho chú rể và cô dâu xin được chân thành cảm ơn với tất cả những tình cảm thân thương bà con lối xóm, bạn bè thân thiết người xa của chú rể và cô dâu. Chúng ta đã cùng cái diện trở về để chúc mừng hạnh phúc dành tặng cho chú rể và cô dâu. Và tiếp theo tầng bánh thứ ba, tầng bánh thứ ba được tượng trưng cho một ngôi nhà hạnh phúc mà sau này cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ chung sức chung lòng sống bên nhau đến sang lưng bạc đầu, trọn đời hạnh phúc. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và vừa rồi tất cả chúng ta được gặp nhìn, được chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương mà chú rể và cô dâu họ đã cắt trọn vẹn với ba tầng bánh yêu thương ngày hôm nay. Và giờ phút này với sự minh chứng của tất cả quý vị, chúng ta đã cùng nghệ sĩ trở về để chúc mừng tác hợp dành tặng cho chú rể và cô dâu. Và khoảnh khắc yêu thương này đây, với tất cả những sự minh chứng của tất cả quý vị, và chúng ta sẽ cùng nhau được chiêm ngưỡng những giây phút yêu thương của chú rể và cô dâu họ sẽ trao gửi cho nhau với một bánh tình yêu hạnh phúc ngày hôm nay. Và trước khi trao với một bánh tình yêu hạnh phúc ngày hôm nay, cho phép những người làm chương trình xin được hỏi chú rể Lục Thịnh một chút. Trong những ngày bình thường thì chú rể ăn bánh bằng gì ạ?
ăn biến ăn bánh bằng miệng ạ. Quý vị thân mến, và chú Sĩ đã trả lời qua những cái làm chương trình của chúng tôi rằng trong những ngày bình thường thì chú Sĩ ăn bánh bằng miệng. Và ngày hôm nay cũng như vậy thôi, chú Sĩ sẽ ăn bánh bằng miệng. Và chú Sĩ sẽ lấy bờ môi của mình, lấy con tay sốt nhẹ, sẽ lấy một bụng bánh và sẽ trao gửi cho người vợ của mình bằng môi. Đồng ý chưa? Xin mời chú Sĩ. Chú Sĩ sẽ lấy con tay sốt nhẹ, con tay đến nhấn vào rồi đấy ạ. Sẽ lấy một bầu bánh tầm bánh trên cùng đấy ạ. Đúng rồi. Người ta thường nói rằng là càng to thì yêu càng nhiều đúng không ạ? Chú Sĩ sẽ lấy bờ môi của mình sẽ trao gửi cho người vợ của mình xem. Xin mời đi ạ. Quý vị thân mến, và khoảnh khắc yêu thương này đây, với tất cả những tình cảm của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhận được chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương mà chú Sĩ sẽ trao gửi cho người vợ của mình với một bánh tình yêu ngày hôm nay. Xin mời chú Sĩ đi ạ. Sẽ lấy bờ môi đi ạ. Mày ra thế nào? Một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị để chúc mừng đi ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị thân mến, ngày xưa thì người ta có câu nói rằng mà có đi có lại mới toại lòng nhau đúng không ạ? Và vừa rồi tân chú Sĩ của chúng ta đã trao gửi cho người vợ của mình với một bánh tình yêu ngày hôm nay rất là thành công và trọn vẹn. Và trước khi cô Sau trao gửi cho người chồng của mình với một bánh tình yêu ngày hôm nay, xin được hỏi cô Sau một chút, vừa rồi chú Sĩ trao với một bánh có ngọt không ạ? Rất là ngọt đúng không ạ? Tôi đảm bảo với cô Sau tối nay còn ngọt nữa không? Quý vị thân mến, và khoảnh khắc này đây, và xin mời cô Sau sẽ lấy một bánh tầm bánh trên cùng đi ạ, sẽ trao gửi cho người vợ và người chồng của mình với mối tình yêu ngày hôm nay. Xin mời đã. Và xin mời với chú Sĩ Lục Thịnh sẽ quay về phía người vợ của mình thì đón nhận với một mối tình yêu của người vợ của mình. Xin mời đã. Phải nói là rất là tuyệt vời cho tất cả quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị để chúc mừng đi ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị thân mến, và vừa rồi tất cả chúng ta được gặp nhìn, được chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương mà chú Sĩ và cô Dâu họ đã trao gửi cho nhau với một tình yêu hạnh phúc. Chúc bánh tình yêu ngày hôm nay rất là thành công và trọn vẹn. Và khoảnh khắc này đây, với nghi lễ tiếp theo, xin được trân trọng kính mời với chú Sĩ và cô Dâu hai bạn sẽ nhẹ nhàng và sẽ di chuyển sang phía tòa thác diệu sau bánh tình yêu ngày hôm nay. Xin mời. Và với chai rượu đầu tiên được chú Sĩ khui rất là thành công và trọn vẹn, và khoảnh khắc này xin được trân trọng kính mời với hai bạn sẽ trong tay của mình sẽ thể hiện xuất xỉu tình yêu của hôm nay. Xin mời. Quý vị thân mến, và khoảnh khắc yêu thương này đây, với tất cả những tình cảm của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hướng về cô Dâu và chú Sĩ để chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm những giây phút yêu thương cùng với chú Sĩ và cô Dâu. Quý vị thân mến, trải qua những đời tháng chờ, trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, và ngày hôm nay đôi con trẻ của hai bên gia đình của chúng ta đã cùng chính thức trở nên thành vợ thành chồng. Và khoảnh khắc yêu thương ngày đây, với tất cả những tình cảm của quý vị, chúng ta đã được chứng kiến những khoảnh khắc của chú Sĩ và cô Dâu họ đã vẫn đang thể hiện xuất xỉu tình yêu ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và những giọt rượu hồng cuộn với những làn đám khói đang tỏa lên khắp khu vực trung tâm sân khấu của gia đình nhà trai của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và những cái làm chương trình của chúng tôi trong buổi trưa của ngày hôm nay luôn mong muốn rằng con suối màu hồng này, con suối có màu thủy chung này, con suối có màu hạnh phúc này, nó sẽ luôn được chảy mãi chảy đến vô tận tới với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, và chai rượu đầu tiên đã được chú Sĩ và cô Dâu thực hiện là rất là thành công và trọn vẹn. Và tiếp theo chai rượu thứ hai, xin mời với chú Sĩ sẽ lại khui những gì bên đầu nhất ngày hôm nay. Xin mời. Và xin được thất lời trên đài tộc của gia đình nhà chơi của chúng tôi, xin được mong muốn rằng với toàn thể quý vị ở trong hôn thực cưới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức qua những chén trà bên đầy tình cảm, với những vị cà ngọt bóp vị ngọt của tình yêu, với những miếng trầu cay nên duyên đôi lứa để chúc mừng hạnh phúc trăm năm và trọn vẹn dành tặng cho chú Sĩ Lục Thịnh và cô Dâu Lệ Thu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chén rượu thứ hai này, xin mời chú Sĩ sẽ rót vào hai ly rượu của hai bạn trước ngày hôm nay, và chỉ còn ít giây đồng hồ nữa thôi, hai bạn sẽ trao gửi cho nhau với ly rượu sao mời. Xin mời. Quý vị thân mến, ai chắp cánh cho chiếc bay về tổ, ai mở đường cho chúng mình gặp nhau. Và khoảnh khắc yêu thương này đây, với sự bình chứng của tất cả quý vị, chúng ta đã cùng kiên xin trở về với khán khoảnh phúc của gia đình nhà trai của chúng tôi. Đặc biệt hơn nữa là giờ phút này đây, chúng ta đã vẫn đang được cùng nhau được chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương cùng với đứa con trẻ. Và xin được mong muốn rằng với tất cả những tình cảm của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tự nhiên xuất xuống những tuần trà hạnh phúc. Mời bạn cơ ngọt với đại gia đình nhà trai của chúng tôi giờ phút này đây, chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến trọn vẹn câu chuyện hạnh phúc, câu chuyện trăm năm của đứa con trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Và trân trọng kính mời với chú Sĩ Lục Thịnh, chú Sĩ sẽ cầm hai ly rượu lên ạ, và sẽ trao cho người vợ của mình một ly
Và xin mời hai bạn sẽ quay vào nhau đi ạ. Và xin mời hai bạn sẽ đan tay chéo vào nhau được không ạ? Và tôi không biết thì trong những ngày bình thường thì chú rể tiểu lượng của chú rể và cô dâu như thế nào. Nhưng mà trong ngày phúc của chú rể và cô dâu, chú rể ngày hôm nay và cô dâu nhớ là phải gạt ly rượu này nhớ chưa? Vậy những cái làm chương trình của chúng tôi sẽ đến bàn từ 3:01. Và sau khi những cái làm chương trình của chúng tôi đếm xong thì chú rể và cô dâu nhớ lại phải gạt ly rượu này nhớ chưa ạ? Ở quý vị thân mến, và khoảnh khắc yêu thương này đây, với tất cả những sự minh chứng của tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến những khoảnh khắc với ly rượu xa môi, ly rượu hạnh phúc nhất của chú rể và cô dâu ngày hôm nay. Và chuẩn bị đi ạ. 3, 2, 1, một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị để chúc mừng đi ạ. Xin mời. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn chú rể và cô dâu. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và ngày hạnh phúc của đôi con trẻ của hôm nay, với sự minh chứng của tất cả quý vị, chúng ta đã cùng kiện diện trở về để chúc một hạnh phúc dành tặng cho chú rể và cô dâu. Quý vị thân mến, quay trở lại với câu chuyện hạnh phúc, câu chuyện trăm năm của đôi con trẻ. Và khoảnh khắc này đây, trân trọng kính mời với chú rể Lục Thinh và cô dâu Lệ Thu, hai bạn sẽ là một lần nữa được sẽ chúc hạnh phúc của mình ngày hôm nay để đón nhận với tất cả những tình cảm, những món quà vô giá đến phía từ gia của gia đình nhà trai, sẽ cùng kiện diện trở về để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên đến bên gia đình nhà trai của chúng tôi xin được trân trọng kính mời với món quà của người bố người mẹ thân sinh cho thân chú rể, sẽ cùng kiện diện trở về với sắc cô chính của bên gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho hai con những món quà vô giá. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời với người bố người mẹ thân sinh cho thân chú rể Lục Thinh sẽ cùng kiện diện trở về với sắc cô chính của bên gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho hai con những món quà vô giá. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến đang cùng kiện diện trở về với sân khấu chính của gia đình ngày hôm nay, đó là người bố người mẹ thân sinh cho chú rể Lục Thinh đã cùng kiện diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình để trao gửi cho hai con những món quà vô giá. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa thì người ta có câu nói rằng mà đi khắp thế gian mà không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, mà nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng phong phủ kín công cha, tảo tần sống hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy che chở suốt đời con. Và trong ngày hạnh phúc của hai con ngày hôm nay thì những đứa sinh thành luôn mong muốn rằng hai con của mình được hạnh phúc. Và khoảnh khắc yêu thương này đây đã cùng trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho hai con những món quà vô giá thưa với tất cả quý vị. Xin được chân thành cảm ơn món quà của người bố người mẹ của thân chủ rể Lục Thinh rất là nhiều. Quý vị thân mến, và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà trai xin được trân trọng kính mời với món quà của gia đình, và trân trọng kính mời với món quà của gia đình anh trai và chị dâu của thân chủ rể sẽ cùng hiện diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình để trao gửi cho hai em những món quà vô giá. Xin mời. Quý vị thân mến đang cùng hiện diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình ngày hôm nay, đó là người anh trai và chị dâu của thân chủ rể đã vẫn đang hiện diện trở về với sân khấu chính của gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho hai con những món quà vô giá ngày hôm nay. Kính thưa với tất cả quý vị thân mến, nói rằng mà anh em như thể tay chân mà sách lại đủ mộng đỡ hay đỡ đần, và trong ngày hạnh phúc của hai em ngày hôm nay thì những cái làm anh làm chị luôn muốn rằng hai em của mình được hạnh phúc, và khoảnh khắc yêu thương này đây đã cùng trở về với sắc cầu chính của bên gia đình để trao gửi cho hai em những món quà vô giá ngày hôm nay. Và xin được thay lời cho chú rể và cô dâu xin được chân thành cảm ơn món quà của anh chị rất là nhiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà trai xin được trân trọng kính mời với món quà của gia đình chú Long Giang, món quà của gia đình chú Hào sẽ cùng kiện diện trở về với sân khấu chính của gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho hai cháu những món quà vô giá. Xin được trân trọng kính mời. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và như ban tổ chức của chúng tôi đã nói rằng với tất cả quý vị thì trong buổi trưa của ngày hôm nay thì bên gia đình nhà trai của chúng tôi cùng với đứa con trẻ đã vẫn đang được đón nhận với tất cả những tình cảm thân thương, những tình cảm cao quý của tất cả quý vị. Và khoảnh khắc này đây, tất cả chúng ta đã vẫn đang được chứng kiến những khoảnh khắc, những món quà vô giá của đại gia đình nhà trai đã vẫn đang lần lượt trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá ngày hôm nay. Và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà trai xin được trân trọng kính mời với món quà của gia đình em Nhân Sâm, món quà của gia đình chú Hoài
sẽ cùng nghệ diện trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá. Xin mời. Và sau những món quà của gia đình em Nhân Sâm và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà trai, xin được trân trọng kính mời với món quà của gia đình Phú Long ạ. Và món quà của cô Mến sẽ cùng kiến diện trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho hai cháu những món quà vô giá. Xin mời. Và những cái làm chương trình của chúng tôi xin được thắt lời cho chú sẻ và cô sâu, xin được thông báo với tất cả quý vị là như thế này. Và khoảnh khắc đây với tài khoản của chú sẻ và cô sâu giờ phút này luôn được mở để đón nhận với tất cả những tình cảm, những món quà vô giá của tất cả quý vị sẽ cùng nghệ sĩ trở về với sân khấu chính của gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá thưa với tất cả quý vị. Và xin được trân trọng kính mời với món quà của người bố người mẹ thân sinh nhà tân cô dâu sẽ cùng kiến diện trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho hai con những món quà vô giá. Xin mời. Quý vị thân mến đã cùng kiến diện trở về với sân khấu chính của gia đình nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay, đó là người bố người mẹ thân sinh nhà tân cô dâu Lệ Thu. Và ngày hôm nay đã cùng với đại tộc của bên gia đình nhà gái đã cùng đưa đôi hạnh phúc của đứa con trẻ và đã trở về với đại tộc của gia đình nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay, làm sâu làm con của đại tộc của gia đình nhà trai của chúng tôi. Và đặc biệt hơn nữa là giờ phút này đây đã cùng kiến diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình để trao gửi cho hai con những món quà vô giá thưa với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, với tất cả những bậc sinh thành và chúc hạnh phúc của hai con ngày hôm nay, với tất cả những bậc sinh thành luôn muốn rằng hai con của mình được hạnh phúc, và ngày hôm nay chúc hạnh phúc của hai con đã cùng hiện diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình nhà trai để trao gửi cho hai con những món quà vô giá thưa với tất cả quý vị. Xin được chân thành cảm ơn món quà của người bố người mẹ của cô dâu rất là nhiều đã cùng kiến diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình ngày hôm nay, đã trao gửi cho hai con những món quà vô giá. Cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Quý vị thân mến, và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời với món quà của bà nội của cô dâu sẽ cùng kiến diện trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho hai cháu những món quà vô giá. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị thân mến đã cùng kỳ diện trở về với sân khấu chính của gia đình nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay, đó là người bà nội của cô dâu Lệ Thu và chú út của cô dâu. Giờ phút này khoảnh khắc yêu thương ngày đây, chúc hạnh phúc của hai cháu thì những cái làm bà làm chú luôn mong muốn rằng hai cháu của mình được hạnh phúc. Và khoảnh khắc yêu thương ngày đây đã cùng kỳ diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình để trao gửi cho hai cháu nhiều món quà vô giá ngày hôm nay. Và xin được thay lời cho chú rể và cô dâu xin được chân thành cảm ơn món quà của bà nội và chú út rất là nhiều ngày hôm nay. Và chia tay với món quà của bà nội và chú út và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái, xin được trân trọng kính mời với món quà của thím Giang và món quà của em Giang sẽ liên tục trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá. Xin mời. Quý vị thân mến đã hiện diện trở về với sân khấu chính của gia đình nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay, đó là món quà của thím Giang và món quà của em Giang. Và cùng với đại tộc của gia đình nhà gái đã cùng đưa lời hạnh phúc của đứa con trẻ trở về với khát vọng phúc của gia đình nhà trai của chúng tôi. Và đặc biệt hơn nữa là giờ phút ở đây đã cùng kiến diện trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá. Và xin được thay lời cho chú rể và cô dâu
xin được trao dành cả một món quà của Thím Sang và món quà của em Giang rất là nhiều. Và chia tay với món quà của Thím Sang và em Giang, món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái xin được trân trọng kính mời món quà của Thím Nghiệp và món quà của em Nghiệp sẽ cùng Kiệt Diện trở về với sức cầu chính của gia đình để trao gửi cho chú rể và cô dâu. Những món quà của gia xin mời. Quý vị thân mến, đã cùng Kiệt Diện trở về với sức cầu chính của bên gia đình ngày hôm nay. Đó là món quà của Thím Nghiệp và món quà của em Nghiệp đã được Kiệt Diện đã trở về với sức cầu chính của gia đình để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá. Và xin được thay lời cho chú rể và cô dâu xin được chân thành cảm ơn món quà của Thím Nghiệp và món quà của em Nghiệp rất là nhiều. Và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái xin được trân trọng kính mời một món quà của chú Thím Hoài, món quà của bà Hưng, cô Hưng sẽ liên tục trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho hai cháu những món quà vô giá, xin mời. Các vị thân mến, phải nói là khoảnh khắc yêu thương này đây, cô dâu và chú rể của chúng ta đã và đang được đón nhận rất là nhiều những món quà vô giá đến từ về phía tư gia của gia đình nhà gái ngày hôm nay. Và giờ phút này với tất cả những tình cảm của quý vị, chúng ta đã và đang được chứng kiến những khoảnh khắc, những món quà vô giá của đại gia đình nhà gái ngày hôm nay. Và xin được thay lời cho đại tộc của bên gia đình nhà trai của chúng tôi, xin được trân trọng kính mời với toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau mời kẹo và mời nước, và chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly những chén rượu nồng riêng ngọt tình yêu của đôi bạn ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng được chứng kiến trọn vẹn câu chuyện hạnh phúc, câu chuyện trăm năm của đứa con trẻ Lục Thinh và Lệ Thu ngày hôm nay. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà trai xin được trân trọng kính mời với món quà của bà Trúc, món quà của bác Nhật sẽ liên tục trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho hai cháu những món quà vô giá, xin mời. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời với món quà của bà Trúc và món quà của bác Nhật sẽ liên tục trở về với sân khấu chính của gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá, xin mời. Xin được chân thành cảm ơn rất là nhiều với món quà của bà Trúc và món quà của bác Nhật rất là nhiều. Và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời với món quà của cậu Mợ Quân, món quà của gia đình nhà bác Huyền sẽ cùng Kiệt Diện trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho hai cháu những món quà vô giá, xin mời. Trân trọng kính mời với món quà của cậu Mợ Quân và món quà của gia đình nhà bác Huyền sẽ liên tục trở về với sân khấu chính của gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá, xin mời đi ạ. Và món quà tiếp theo trân trọng kính mời với món quà của gia đình nhà bác Huyền sẽ cùng Kiệt Diện trở về với sân khấu chính của gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho hai cháu những món quà vô giá, xin mời. Các vị thân mến, và giờ phút ở đây cô dâu và chú rể của chúng ta còn rất là nhiều những món quà vô giá đến phía tư gia của gia đình nhà gái. Và xin được mong muốn rằng với tất cả những tình cảm của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau mời kẹo và mời nước. Và khoảnh khắc này đây, chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến những khoảnh khắc, những món quà vô giá đến từ về phía tư gia của gia đình nhà gái sẽ cùng liên tục trở về với sân khấu chính của gia đình nhà trai của chúng tôi để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá ngày hôm nay. Và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời với món quà của chị Hào và món quà của chị Ngân sẽ liên tục trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho hai em những món quà vô giá, xin mời.
và chia tay với món quà của chị Hào và món quà của chị Ngân. Và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái xin được trân trọng kính mời với món quà của em Ly, món quà của chị Giang sẽ liên tục trở về với sân khấu chính của gia đình để trao gửi cho hai em những món quà vô giá. Xin mời. Và chia tay với món quà của em Ly và món quà của chị Giang. Và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái ngày hôm nay, chắc chồng kính mời món quà của cậu Hậu và món quà của ông Linh sẽ cùng kiến diện trở về với sân khấu chính của gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho hai chồng những món quà vô giá. Xin mời. Quý vị thân mến đang đứng tại sân khấu chính của gia đình nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay, đó là món quà của cậu Hậu và món quà của ông Linh, và xin được thắt lời cho chú rể và cô dâu xin được chân thành cảm ơn món quà của cậu Hậu và ông Linh rất là nhiều ngày hôm nay đã cùng hiện diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình, đặc biệt hơn nữa là đã trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá ngày hôm nay. Và chia tay với món quà của cậu Hậu và món quà của ông Linh và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái xin được trân trọng kính mời với món quà của thím Hiếu, món quà của bác Nghị sẽ hiện diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình để trao gửi cho hai cháu chú bất quả vô giá. Xin mời. Và chia tay với món quà của tím Hiếu và món quà của bác Kỳ và món quà tiếp theo đến bên gia đình nhà gái xin được trân trọng kính mời với món quà của vợ chồng em Uyên Anh Cường sẽ cùng hiện diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá. Xin mời. Và một món quà nữa đến bên gia đình nhà gái của hôm nay và xin được trân trọng kính mời với món quà của bác bé sẽ cùng hiện diện trở về với sân khấu chính của gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho hai cháu những món quà vô giá. Xin mời. Quý vị thân mến đang cùng hiện diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình nhà trai của chúng tôi ngày hôm nay, đó là món quà của gia đình bác bé đã cùng hiện diện trở về với sân khấu chính của bên gia đình ngày hôm nay để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá, và xin được thắt lời cho chú rể và cô dâu xin được chân thành cảm ơn món quà của bác bé rất là nhiều ngày hôm nay đã hiện diện trở về để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá. Cảm ơn bác rất là nhiều. Quý vị thân mến, và vừa rồi tất cả chúng ta được gặp nhận được chứng kiến những khoảnh khắc, những món quà vô giá hai bên gia đình nhà trai và gia đình nhà gái đã cùng hiện diện trở về để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá ngày hôm nay. Và xin được thay lời cho chú rể và cô dâu xin được chân thành cảm ơn món quà của hai bên gia đình nhà trai, gia đình nhà gái rất là nhiều đã cùng hiện diện trở về để trao gửi cho chú rể và cô dâu những món quà vô giá ngày hôm nay. Và khoảnh khắc yêu thương ở đây quà thì cũng đã nhận rồi, và xin được cho phép thì được làm chương trình xin được hỏi chú rể và cô dâu một chút, và chú rể Lục Thinh thân mến, cảm giác của chú rể ngày hôm nay như thế nào nhỉ? Có vui không anh? Rất vui anh ạ. Rất là vui đúng không ạ? Thế có sướng không nhỉ? Hơi tê anh ạ. Hơi tê. Và xin được hỏi với cô dâu Lệ Thu một chút, cảm giác của cô dâu ngày hôm nay như thế nào ạ? Có vui không ạ? Có. Rất là vui đúng không ạ? Thế có tê như chú rể bảo là tê không ạ? Hơi ạ. Cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay phải nói là rất là thật thà, bảo gì cũng tê ạ. Quý vị thân mến, và chú rể Lục Thinh thân mến, và ngày hôm nay chú rể đã có vợ rồi. Chú rể phải làm cho tôi những điều sau đây. Chú rể bắt đầu từ 7 tuổi đến nay, chú rể không được rủ rê bạn bè đi ra cành nàng đi uống cà phê cà pháo gì nữa nhớ chưa? Cũng tùy trường hợp anh ạ. Cũng tùy trường hợp, khả năng cao là vẫn đi. Và cô dâu Lệ Thu thân mến, cô dâu mới đỏ thôi, mới môi hồng thân mến, và cô dâu ngày hôm nay, cô dâu cũng đã có chồng rồi, cô dâu phải làm cho tôi những điều sau đây. Cô dâu phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiện hậu giỏi giang và đảm đang và kéo công việc nuôi con.
Và mỗi khi chồng đi làm về, cô dâu được quyền nắn túi trên và sờ túi dưới. Còn đồng nào lấy cho bằng hết chưa? Rất là tuyệt vời đúng không tất cả quý vị? Với sự bình chứng của tất cả quý vị ngày hôm nay và những phần khó thì tôi sẽ không làm khó cô dâu và chú gì. Những phần khó thì tối nay nhớ là phải thực hiện đấy chưa? Còn những phần dễ thì ngày hôm nay, những cái làm chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, với sự bình chứng của tất cả quý vị, chúng ta đã cùng nghệ sĩ trở về để chúc mừng hạnh phúc dành tặng cho chú rể và cô dâu. Và những cái làm chương trình của chúng tôi rất là mong muốn rằng cô dâu và chú rể sẽ quay vào nhau, sẽ trao gửi cho nhau một cái ôm thật chặt với sự bình chứng của tất cả quý vị ngày hôm nay, đồng ý không ạ? Và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hướng với cô dâu và chú rể, và xin mời nhiếp ảnh gia sẽ cùng lưu lại những khoảnh khắc yêu thương cùng với chú rể và cô dâu ngày hôm nay. Và khoảnh khắc yêu thương để đây với một cái ôm thật chặt với sự bình chứng của tất cả quý vị, của chú rể và cô dâu sẽ trao cho nhau. Và chú rể và cô dâu quay vào nhau đi ạ. Một cái ôm thật chặt được không ạ? 1, 2, 3, một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị để chúc mừng đi ạ. Chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và quý vị thân mến, và giờ phút này không làm khó cô dâu và chú rể nữa, và tối nay những cái gì có khó thực hiện nữa chưa? Và xin mời anh chị sẽ ngồi xuống chúc hạnh phúc của mình ngày hôm nay. Xin được kính thưa với toàn thể quý vị và các bạn thân mến, và chúc hạnh phúc của đời còn trẻ thì chúng ta không thể thiếu được một chút âm nhạc. Âm nhạc là món quà vô giá nhất để trao gửi cho chú rể và cô dâu. Quý vị thân mến, và một giọng hát sẽ được đại diện cho bên gia đình nhà gái sẽ cùng khởi thân và trở về với sân khấu chính của gia đình nhà trai của chúng tôi để tất cả tiếng hát để chúc mừng hạnh phúc dành tặng cho chú rể và cô dâu. Và một giọng hát đại diện cho bên gia đình nhà gái ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời với giọng hát của em Mạnh Hiếu, sẽ đại diện cho bên gia đình nhà gái sẽ cùng khởi thân đứng dậy trước mặt hạnh phúc ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị để chào đón với giọng hát của Mạnh Hiếu ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép cháu xin gửi chào đến tất cả ông bà cô dì chú bác có trong buổi lễ thành ngôn ngày hôm nay. Thay lời chúc phúc cho hai anh chị thì hôm nay em xin gửi tới một bài hát, nó cũng không liên quan đến đám cưới lắm, nhưng mà thay lời cho em để chúc phúc cho hai anh chị, chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Vâng. Sau đây cháu xin em phép gửi tới toàn thể mọi người trong buổi lễ thành ngôn ngày hôm nay một bài hát Cơn Mơ Băng Giá của ca sĩ Băng Kiều. Xin mời các bạn.